Vòng tay kỷ niệm chương 17. Người đọc Quỳnh Phương. Linh ngồi bên khung cửa sổ yên lặng, nhìn ra ngoài vườn hoa. Sau một đêm say khướt, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Linh mơ hồ nhớ lại những sự kiện đã xảy ra đêm qua. Phương Ti Doanh, cái cô giáo kèm trẻ kỳ lạ đã nói gì với ta? Linh cũng nhớ ra là Doanh đã lưu lại rất lâu trong phòng riêng của nàng. Và Linh đã khóc, đã kể lể, nước mắt còn đọng ướt gối cơ mà. Vậy là cô giáo kia hẳn đã biết hết mọi sự thật. Linh còn nhớ cô giáo đó cũng có nói. Vâng, nhưng mà nói gì? Linh cố nhớ mãi mà không nhớ ra. Tối qua, chuyện xảy ra như ẩn như hiện trong sương mù. Chỉ có một sự thật mà không làm sao quên được, là lúc Linh bước vào phòng khách, bật đèn, nàng đã trông thấy trước cửa, họ đang ôm lấy nhau. Bái Văn ngồi đấy, còn cô giáo, cô ta giống như con mèo con, đang cuộn tròn trong lòng Văn, thật tình tứ, thật lãng mạn. Hay đó chỉ là ảo giác, chưa hề có một chuyện như vậy xảy ra. Không, không, Ái Linh nhớ rất rõ mà. Bây giờ Phương Thi Doanh không có mang kính. Chuyện không mang mắt kính đã mấy hôm nay. Cô ấy xõa tóc dài, mặc bộ quần áo mùa thu màu da trời. Ái Linh chợt bàng hoàng. Đúng rồi, cô giáo rất đẹp, nhưng đẹp hay không có ăn nhầm gì đến một người đuôi. Ái Linh buồn bực đứng dậy, đi lòng vòng một lúc trong phòng, rồi mở cửa gọi ra ngoài. Cô Châu ơi, cô Châu. Cô Châu vội vàng chạy lên. Dạ tôi đây bà chủ ạ. Có thấy cô giáo đâu không? Cô Châu hơi ngạc nhiên. Dạ, cô ấy cùng với bé Đình Đình đến trường rồi. À, ta đã quên. Đương nhiên họ phải đến trường học. Ái Linh cắn nhẹ môi. Thế nào thì tối nay ta cũng phải làm rõ mọi chuyện với con mụ này. Ta phải mời nó đi chỗ khác chơi. Không thể để bất cứ ai xâm nhập vào địa bàn bất khả xâm phạm của ta. Đã có một hồn ma, bây giờ thêm một người sống nữa, làm sao chịu nổi? Không, không thể chấp nhận được. Cô Châu rụt rè. Bà chủ, bà dùng điểm tâm ở đâu? Không cần, cô cho tôi một ly sữa nóng và mang lên đây cho tôi. Vâng. Khép cửa lại, Ái Linh vẫn ngồi suy nghĩ. Lạ thật, có tỉnh táo thế nào, Linh vẫn thấy như không ổn. Có lẽ tại rượu. Rượu làm cho con người trở thành yếu đuối. Ái Linh thấy mình như không ghét cô giáo họ Phương kia lắm. Trái lại, một cảm giác vị tha, muốn giữ cô giáo lại. Ái Linh lắc đầu. Tối qua, ta đã nói gì với cô giáo kia? Cô Châu đã mang sữa vào. Ái Linh chợt nghe có một mùi hương nồng nàn. Nàng cười nhạt. Mùi hoa hồng. Cô lại mua hoa hồng về nữa phải không? Thưa bà, vâng, con đã mua mấy bó. Ông chủ bảo mua đấy. Bà có cần trưng hoa hồng trong phòng này không? Thôi, không cần. Cô ra đi. Cô Châu đã bước ra. Ái Linh ngồi tựa cửa. Chỉ có trời biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Hoa hồng. Hoa hồng. Mọi sự bí ẩn nằm trong tay của cô giáo kèm trẻ kia thôi. Bên ngoài cửa có tiếng động. Ái Linh chưa kịp lên tiếng thì cửa xịch mở. Một bất ngờ, người xuất hiện ở cửa lại là bá Bái Văn. Chàng mặc bộ đồ màu tro, sạch sẽ, thẳng nếp, lại có vẻ rất phong độ. Ái Linh nhìn chồng. Không biết tự bao giờ Bái Văn đã dẹp được cái dáng dấp giàu sĩ mất hồn. Bây giờ chàng có vẻ như một người hoàn toàn mới. Còn nữa, điều làm Ái Linh thấy đau lòng hơn, Bái Văn tuy trên 40, tuy mù, nhưng dáng dấp vẫn trẻ, vẫn lôi cuốn. Vậy mà chàng lại không yêu ta. Vợ chồng mà tình cảm vô cùng lạnh nhạt, bây giờ lại có sự hiện diện của Phương Thi Doanh nữa. Anh có thể vào được chứ? Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói dịu dàng, từ tốn thế này của Bái Văn. Một lời nói khách sáo. Ái Linh có cảm giác như Văn đã xem nàng như người xa lạ. Vâng. Ái Linh xúc động nói. Bái Văn bước vào, khép cửa lại. Chàng có vẻ không quen thuộc lắm với căn phòng này. Văn lần mò bước, tìm được salon, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, một dáng điệu sắp nói chuyện dài lâu. Hôm qua em say khướt. Rồi sao? Ái Linh hỏi, thái độ khiêu khích. Mặc dù say, nhưng tôi cũng nhớ rất rõ cảnh buổi tối, một vở kịch hay, hay lắm. Cái đó anh biết, Bái Văn nói, thái độ bình thản. Vì vậy, anh đến đây để nói chuyện với em.
Đừng viện dẫn đó là một hành động bị xúc động nhất thời. Không đâu, bài văn nói không lẩn tránh, không phải là một xúc động nhất thời. Ái Linh, anh nghĩ là của cô nhân của chúng ta, nó có tính chất miễn cưỡng, không phải xuất phát từ tình yêu, không có một ý nghĩa gì hết. Vì vậy, Ái Linh không nên để nó kéo dài mãi. Anh đến đây là để đề nghị với em, chúng ta nên ly dị nhau. Ái Linh bàng hoàng nhìn bài văn. Vì ai? Cô giáo dạy kèm. Có phải anh đã yêu cái cô gái họ Phương đó rồi không? Đúng, bài văn đáp gọn. Ái Linh càng thấy giật mình, ngồi cạnh cửa sổ, hớp từng hớp sữa, im lặng. Sao? Em thấy sao? Bái Văn thấy Linh im lặng lâu quá nên hỏi. Tiếng hỏi của Văn làm Linh thấy nổi nóng. Chưa thấy ai lại ngây thơ như ông này, mê một cô giáo kèm trẻ. Chuyện ly hôn đâu phải mới được đề cập đến lần đầu tiên đâu. Tôi đã cho anh biết điều kiện rồi cơ mà. Bái Văn im lặng một chút nói. Em muốn nói đến cái nhà máy. Đúng. Em cũng biết là nhà máy với vườn trà không thể tách rời nhau. Bái Văn nói. Em có thể cho một điều kiện khác không? Ví dụ như tiền mặt, nhà cửa hay là một số vườn trà nào đó. Không được. Bái Văn cắn nhẹ môi. Chàng có vẻ suy nghĩ. Phải có một sự chọn lựa. Thôi được, tôi đồng ý với em. Ái Linh giật mình, nàng nghi ngờ nhìn Bái Văn. Nhà máy? Làm sao Bái Văn có thể chối bỏ nhà máy? Tài sản của cha để lại, sự nghiệp quan trọng nhất của chàng. Như vậy thì cô giáo quan trọng hơn nhà máy rồi. Vậy là Bái Văn đã yêu cô giáo, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cô giáo. Tình yêu vĩ đại như vậy ư? Ái Linh chợt thấy đau khổ, ganh tị. Chỉ vì một cô giáo, anh có thể bỏ hết sự nghiệp ư? Cô ta quan trọng như vậy với anh ư? Nói thật, Bái Văn nói, cô ấy còn đáng giá hơn cả 100 cái nhà máy trả. Thế ư? Lời của Bái Văn càng làm cho Ái Linh giận dữ. Anh định ly dị tôi xong sẽ cưới cô ta. Bái Văn suy nghĩ rồi nói. Vâng. Cái thái độ mơ ước chờ mong của Văn làm Ái Linh thấy từng sợi thần kinh căng thẳng. Bái Văn không chờ, lại tiếp. Vậy là coi như chúng ta nói chuyện xong rồi nhé. Dù gì ta cũng đã ăn ở với nhau 6-7 năm nay. Anh cũng mong là có chia tay, cũng chia tay trong êm đẹp. Hôm nay anh sẽ đi Đài Bắc, nhờ luật sư họ làm hồ sơ nhanh chóng để giao nhà máy cho em. Rồi Bái Văn nhún vai. Để anh báo cho ông quản lý Trương, mang toàn bộ giấy tờ, hồ sơ về nhà máy đến đây để em xem xét. Nếu em không còn ý kiến gì nữa thì anh sẽ tiến hành ngay. Ái Linh chợt lên tiếng. Khoan, anh định ly dị ngay ư? Còn gì nữa? Bái Văn chau mày. Ái Linh chậm rãi. Tôi còn chưa đồng ý ly dị cơ mà. Bái Văn giật mình. Ái Linh, em nói thế là thế nào? Tôi muốn nói là tôi chưa muốn ly dị. Nhưng mà anh đã nói là sẵn sàng giao nhà máy cho em cơ mà. Bái Văn nói nhanh. Em muốn lúc nào anh giao lúc đấy. Tôi đã đổi ý. Ái Linh đặt ly sữa lên bàn. Tôi bây giờ không muốn nhà máy của anh nữa. Tôi cũng không muốn ly dị. Anh định cưới cô giáo ư? Không dễ đâu. Em nói thế là thế nào? Bái Văn chờ người tới, mặt tái hẳn. Em cứ nói một cách thẳng thắn đi. Em muốn gì? Cái gì có thể, tôi sẽ cho hết em. Đừng làm khó dễ. Tôi đã cương quyết phải ly dị. Tôi yêu cô ấy và sẵn sàng hy sinh tất cả để có nàng. Em hiểu chứ? Em cũng nào có yêu thương gì tôi đâu. Em có hàng lô bạn trai, sao em không buông tha tôi đi? Em có thiệt thòi gì, lại có tiền. Ái Linh, em đồng ý đi. Coi như em đã làm được việc tốt. Bái Văn như van xin. Ít khi nào Linh thấy Bái Văn xuống nước như vậy. Linh thấy nhói đau ở tim. Em cũng nào có yêu thương gì tôi đâu. Em có hàng tá bạn trai nữa kia mà. Em có thiệt thòi gì đâu. Bái Văn, anh đúng là thằng mù. Mù 100%. Linh chợt thấy giận dữ. Nàng nói như hết. Không, tôi không muốn ly hôn. Anh nói gì cũng mặc. Tôi cũng không cần tài sản của cải gì của anh hết. Cô định làm căng với tôi ư? Bà Bái Văn bước tới bên Ái Linh. Tại sao làm vậy? Cô làm tôi đau khổ, cô cũng đâu có lợi gì. Cô muốn gì cứ nói. Tôi thù ghét người đàn bà kia. Ái Linh nói như hết. Cô ta quyến rũ anh phải không? Cô ta đã đoạt chồng tôi, đâu dễ dàng như vậy. Tôi vẫn là chủ nhân của nhà này cơ mà. Cô ấy muốn đối đầu ư? Tôi sẵn sàng.
Tôi chẳng những không ly dị với anh, mà tôi sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây. Tôi sẽ làm cho cô ta biết. Ái Linh, bà Bái Văn tái mặt. Bây giờ thì tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của cô. Cô còn đáng tởm hơn những gì tôi đã tưởng. Cô độc ác, tàn nhẫn, thâm độc. Cô sẵn sàng triệt hạ, làm cho người ta chết trong đau khổ, chứ không muốn vớt người ta từ bể khổ lên. Tôi hiểu rõ cô rồi. Nhưng cho cô biết, sẽ chẳng bao giờ cô ngăn được tôi. Tôi sẽ dùng hết sức mình. Tôi bất chấp mọi thứ. Tôi phải có được nàng. Cô đừng hòng ngăn tôi. Ái Linh mở to mắt nhìn Bái Văn. Chàng thật xúc động. Xúc động một cách khó tin. Ái Linh thấy tự ái bị tổn thương. Nàng lẩm bẩm. Thật không ngờ cô ta lại thắng cả hồn ma. Hồn ma? Bà Bái Văn nói như hét. Cô đừng nhắc tới hai chữ hồn ma nữa được không? Ái Linh gật đầu. Thì ra là vậy. Anh không nhắc đến hồn ma. Như vậy là ngay cả Hàn Yên cũng bị mất ngôi rồi phải không? Cô ấy không hề đoạt vị trí của Hàn Yên. Bái Văn nói. Vì cô ta chính là Hàn Yên đấy. Anh đã điên rồi. Ái Linh nói. Nhưng Bái Văn nói nhanh. Tôi không hề điên. Bí mật này không thể giấu mãi. Nói thật cho cô biết. Cô giáo chính là Hàn Yên. 10 năm trước, Yên chưa bị chết đuối. Yên đã đi Mỹ và bây giờ quay về. Cô ta không hề giành lấy chỗ đứng của cô. Chính cô mới đoạt vị trí của cô ấy. Tôi không tin. Ái Linh lắc đầu nói. Chuyện hoang đường như vậy không làm sao tin được. Anh đặt chuyện. Anh nhớ Hàn Yên. Nhớ phát điên lên rồi đặt chuyện thôi. Đó là sự thật. Bái Văn nói. Tôi không hề đặt chuyện. Nếu không là Hàn Yên, làm sao cô ấy lại yêu bé Đình như thế? Làm sao chịu đóng vai trò cô giáo kèm cho Đình? Hàn Yên đã gạt được nhiều người, ngay cả tôi. Chỉ có 3 hôm trước, khi tôi điện cho Cao Lập Đức đến đây, mới rõ được sự thật. Bây giờ thì cô đã rõ rồi chứ. Cô đã hiểu vì sao tôi yêu Doanh như vậy. Tôi muốn phát điên lên vì Ti Doanh chính là người vợ cũ của tôi. Tôi đã chờ đợi cô ấy hơn 10 năm nay. Tôi không thể để mất Hàn Yên nữa. Ái Linh bất giác lùi ra sau, ngã người xuống ghế salon. Một chuyện khó tin. Nàng cảm thấy đầu óc rối mù. Một sự thật ngoài trí tưởng tượng. Ái Linh, em biết không? Bái Văn đã lấy lại bình thản. Anh rất lấy làm tiếc. Đúng ra anh không nên cưới em. Bây giờ thật khó xử. Nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Nếu em chịu ly dị với anh, anh sẽ vô cùng biết ơn em. Ái Linh, anh sẽ đền bù những thiệt thòi cho em. Anh đền bù thế nào? Không có gì có thể đền bù được. Ái Linh suy nghĩ rối rắm, nước mắt đã tràn ra má. Những hình ảnh qua như liên tục xuất hiện. Không ngờ cô giáo dạy kèm của bé Đình lại là mẹ ruột của nó. Hèn gì, lúc nào cô ta cũng giống như con gà mẹ dang rộng đôi cánh che chở cho gà con. Trời đất, sao lại có chuyện kỳ cục thế này? Tôi không tin. Ái Linh nói. Tôi không tin đây là sự thật. Bà Bái Văn lấy trong túi ra chiếc bề đay có nắp đậy, đưa cho Ái Linh. Hãy lật ra xem. Bên dưới nắp đậy có bức ảnh. Ái Linh cầm lấy, mở ra xem. Một bức ảnh hai người. Thiếu nữ với đôi mắt sáng, mái tóc dài phủ vai. Ái Linh đậy lại. Rõ ràng, không mấy thay đổi. Vẫn đẹp như ngày xưa. Vâng, đúng là cô ấy. Đúng là hồn ma. Một hồn ma đã đạp xương mà đến. Đến để đoạt lại chồng. Bái Văn không hiểu rõ Ái Linh muốn nói gì. Nhưng cần gì, miễn Linh hiểu ra sự thật. Chàng nói, em đã hiểu rồi chứ. Em đã biết tại sao anh lại như phát điên lên. Vậy thì, em hãy hứa với anh đi. Hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng mình. Hãy giúp xây dựng lại một gia đình đã tan nát. Hãy hứa đi, Ái Linh. Hãy vì anh, vì Hàn Yên, vì bé Đình, và cũng vì cả em. Ái Linh ngồi thừ ra, muốn khóc cũng không được. Mà muốn cười cũng không xong. Thật buồn cười. Bà vợ cũ của ông chồng mất tích bấy lâu nay đột nhiên lại xuất hiện. Đột nhiên đòi lại ông chồng cũ. Và bây giờ ta phải làm sao đây? Nhường lại ư? Ái Linh chỉ trừng mắt nhìn Bái Văn. Bà Bái Văn có lẽ không hiểu Linh đã nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói. Thế nào, Ái Linh? Về vấn đề tài sản, em muốn những thứ gì cứ nói. Anh sẵn sàng giao lại cho em. Coi như để đền bù cho em. Được không, Ái Linh? Được không? Hay thật. Hôm nay sao giọng nói của Văn có vẻ ôn tồn, hiền hòa thế. Tất cả của cải, em muốn thứ nào? Sẵn sàng để đánh đổi sự tự do.
Ái Linh chợt đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, lớn tiếng. Không được, để tôi suy nghĩ lại. Bây giờ anh về phòng của anh đi. Tôi suy nghĩ xong sẽ trả lời anh sau. Ái Linh, bây giờ tôi không thể quyết định được. Hãy để tôi suy nghĩ mấy hôm. Tôi cần phải nói chuyện với cô ta. Tôi cần phải giải quyết mọi việc đã. Ái Linh, bài văn có vẻ căng thẳng. Anh van em, anh mong là em đừng làm Hàn Yên buồn, đừng làm cho cô ấy bị kích động. Hàn Yên đã khổ nhiều lắm rồi, không nên để cô ấy phải khổ thêm nữa. Ái Linh quay đầu lại nhìn Văn. Hãy cho tôi biết, anh đã yêu cô ấy đến mức độ nào? Bái Văn yên lặng một chút mới lên tiếng. Chàng đọc mấy câu trong bài hát mà Hàn Yên hay hát. Biển cạn đá có mòn, tình sâu không hề đổi, tháng ngày có phôi pha, lòng anh thề chẳng đổi. Ái Linh nhìn ra khung cửa sổ, xa xa bên sườn núi kia là vườn trà. Hình như Linh cũng nhìn thấy Hàn Yên sơn trang, một khung cảnh đổ nát, điêu tàn. Chợt nhiên, nước mắt chảy dài trên má Linh. Thời tiết thay đổi thật nhanh chóng, buổi sáng trời đang nắng ráo, thì buổi chiều mây đã lất phất bay. Mây đen che kín cả bầu trời, mùa thu nào chẳng vậy. Lúc tan học, Doanh đã cảm thấy cái lạnh cuối thu. Ra khỏi cổng trường thì gió đã không ngớt. Doanh rùng mình ngẩng lên nhìn trời. Những cụm mây đến vừa thấp vừa dày. Bé Đình chợt reo lên. Ô, ông Ưu đã đánh xe đến đón chúng ta. Thật vậy, lão Ưu đã cho xe dừng bên vệ đường. Ông cung kính mở cửa xe, cười với Doanh. Trời mưa nên ông chủ bảo tôi mang xe đến đón cô và cháu. Doanh lại nhìn lên bầu trời. Mưa phùn, những hạt mưa nhỏ xít tạo nên một bức màn giống như khói, cũng giống sương. Có lẽ là một tấm lưới mỏng. Doanh thở ra, không khí lạnh. Nàng nói với lão Ưu, bác đưa cháu Đình Đình về trước, tôi đi dạo quanh đây một lúc sẽ về sau. Lão Ưu có vẻ quan tâm. Cô không mặc áo mưa, coi chừng ướt hết. Mưa nhỏ mà, Doanh nói. Thôi, bác đưa cháu về đi. Bé Đình nhìn Doanh với đôi mắt ngây thơ. Về sớm cô nhé, bằng không dầm mưa bệnh đấy. Không sao đâu, con về trước đi, Doanh nói và đẩy Đình Đình vào xe. Chiếc xe đã xả khói chạy thẳng. Doanh men theo con đường đất, chậm rãi bước. Mưa nhỏ lất phất bên người. Doanh có cảm giác như mình đang đi trong mơ. Gió rồi mưa, mùi đất bòn, tiếng reo của Thông và tiếng reo của Trúc. Một thế giới lạ lùng, thế giới mà con người không thích đến. Doanh cứ thế bước, bất giác lại tới Hàn Yên sơn trang. Đẩy cánh cổng sắt, Doanh bước vào. Nàng thẫn thờ đi trên những đống gạch ngói đổ nát. Khung cảnh điêu tàn trong mưa càng thê lương hơn. Dây leo mọc tràn lan trên bờ tường. Khung cửa sổ kính bể với gió và mưa. Những giọt mưa tí tách rơi trên lá. Những giọt mưa giống như những hạt thủy tinh. Từng giọt rơi. Doanh chợt thở dài. Biết bao nhiêu ân tình cũ, dĩ vãng, mù sương. Mọi thứ đã chôn vùi dưới đống gạch vụn. Tìm kiếm gì? Tình yêu? Mộng mơ ư? Mọi thứ đã chôn vùi rồi, mộng đã tan rồi, còn tìm kiếm làm gì nữa? Doanh ngồi xuống đống gạch vụn, nàng như rơi vào dĩ vãng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Đột nhiên Doanh nghe tiếng gọi, Hàn Yên. Doanh ngẩng lên, Bái Văn đang đứng trước cổng Hàn Yên sơn trang. Khuôn mặt chàng có vẻ hốt hoảng. Hàn Yên, em ở đâu, Hàn Yên? Bái Văn cùa quạng bước vào. Doanh đứng lên, nàng không nhẫn tâm để Bái Văn đau khổ. Vâng, tôi đang ở đây. Nét vui hiện nhanh lên khuôn mặt của Bái Văn. Chàng thở phào nói, vậy mà anh tưởng là tôi đã đi rồi phải không? Doanh nhìn Bái Văn, có một chút gì xúc động. Ta có thể bình thản rời bỏ người đàn ông này không? Doanh tự hỏi, khi mà chàng chỉ còn một hy vọng duy nhất. Vâng, anh đã nghĩ như vậy. Bái Văn cười, nụ cười khô héo. Hàn Yên, anh giống như con chim đã bị trúng tên. Bái Văn bước tới, vuốt lấy mái tóc đẫm ướt của Doanh. Em ướt cả rồi, có lẽ em đã lạnh lắm. Sao em nỡ hành động như vậy? Bái Văn cởi chiếc áo mưa của mình khoác lên người Doanh. Lão Ưu nói em không chịu lên xe, em lại dầm người trong mưa. Anh nghe mà sợ quá. Hàn Yên, em đừng đùa với anh nữa, cũng đừng dọa anh nữa, anh sẽ chết mất. Tôi chỉ định đi dạo một lúc thôi, Hàn Yên nói.
Nàng quay mặt nhìn về phía đống gạch ngói ngổn ngang. Nơi đây giống như là một nghĩa địa, một nghĩa địa đá chôn vùi tình yêu và niềm vui. Rồi anh sẽ tái thiết nó. Hàn Yên, anh đã hứa với em rồi, anh sẽ làm mọi việc trở lại như cũ. Có nhiều thứ không thể tái thiết được anh ạ. Rồi Doanh khẽ đọc một bài thơ của một thi sĩ nào đó. Giữa cảnh hoang tàn lạnh lẽo, có bóng ai đang đi trong mưa. Cả hai cùng yên lặng, đôi môi mềm run rẩy, không biết họ nói với nhau những gì. Giữa cảnh hoang tàn lạnh lẽo, có hai linh hồn đang nhớ lại chuyện xưa. Bấy giờ trời rất xanh và hy vọng rất nhiều. Hy vọng giờ đã bay xa, chỉ còn màn đêm. Và như thế họ bước vào đồng trống. Chỉ màn đêm mới biết họ nói gì. Bái Văn hỏi, em đang đọc gì đấy? Một bài thơ. Mong là bài thơ đó không có sự ám chỉ. Bái Văn có vẻ nhạy bén. Bây giờ anh rất sợ em, vì anh không hiểu em đang tính toán gì. Tình cảm của anh lại không đủ để giữ chân em lại. Anh cứ nghĩ là em đang tìm cách để xa lánh anh. Vì vậy, lúc nào đầu anh cũng căng thẳng. Anh lắng nghe từng tiếng động. Anh sợ em bỏ đi. Anh định cất cho tôi một chiếc lồng son nữa ư? Một chiếc lồng như ngày trước, suýt chút nữa nó đã làm cho tôi bị chết héo. Không có cái lồng nào cả. Vậy thì anh hãy để cho tôi được tự do bay đi. Bà Bái Văn rùng mình, giọng chàng như nghẽn lại. Anh sẵn sàng để em tự do, nhưng cánh chim kia cũng phải biết nơi nào là tổ của nó chứ. Vậy ư? Doanh yên lặng nhìn đống gạch vụn. Tổ ta ở nơi nào? Đây chăng? Tổ cũ đã không còn, tổ mới nơi đâu? Không lẽ lại chiếm tổ của người khác? Bái Văn nắm lấy tay Doanh. Thôi, chúng ta về đi Hàn Yên. Em đã ướt cả rồi. Tôi chưa muốn về, Doanh nói. Dầm mưa cũng có cái thú của nó. Tôi thích được dầm mưa. Vậy thì để anh cùng dầm với em. Thế rồi hai người bước ra khỏi Hàn Yên sơn trang, men theo con đường đất. Mưa phùn cuối thu vây quanh họ. Họ chỉ đi trong mưa và không nói gì cả. Đến bên cầu Tòng Trúc, nước đang chảy xiết. Bái Văn nói, có lúc anh đã thù con sông này vô cùng. Vậy ư? Doanh hỏi, anh chỉ thù có con sông thôi ư? Còn nữa, anh đã thù cả chính anh. Doanh không hỏi nữa. Cả hai lại quay về. Bà Bái Văn nắm lấy tay Doanh, không có sự phản đối, vì Doanh mải suy nghĩ đến cơn mưa. Có một điều anh định cho em biết từ lâu, bà Bái Văn nói. Em có biết là mẹ anh đã chết vì chứng ung thư gan 3 năm về trước? Em có biết là trước khi chết, mẹ đã nói với anh như thế nào không? Mẹ nói, Bái Văn, nếu bây giờ mà bằng cách nào có thể để Hàn Yên sống lại, thì mẹ sẽ yên lòng biết chừng nào. Mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Sau khi em bỏ đi, anh và mẹ đều sống trong nỗi dày vò, hận nhau và tuyệt vọng. Mẹ không hề nói với anh bất cứ điều gì về em, mãi đến lúc người chết. Hàn Yên, em có sẵn sàng tha thứ cho mẹ anh không? Người chỉ là một người đàn bà cô độc và ương ngạnh. Phương Thi Doanh khẽ thở dài. Sao? Em tha cho người chứ? Vâng. Vậy còn anh, em có tha thứ cho anh không? Bái Văn siết chặt tay Doanh, bàn tay thấm nước đang lạnh giá. Doanh chỉ thở dài. Sao? Được không em? Được không? Hàn Yên yêu quý của anh. Vâng, em đã tha thứ. Tha thứ từ lâu rồi, Doanh đáp. Nhưng như thế không có nghĩa là em đã chấp nhận lời yêu cầu của anh. Anh biết, nhưng em phải dành cho anh một thời gian. Doanh yên lặng, mắt nhìn qua mưa. Mọi cảnh vật trước mặt mờ hẳn. Tối hôm ấy mưa to quá. Doanh đợi bé Đình ngủ xong mới bỏ sang phòng Ái Linh. Đi ngang phòng Bái Văn, Doanh thấy tắt đèn, nhưng nàng biết Văn chưa ngủ. Chàng đang lắng nghe sự động tĩnh bên ngoài. Đến cửa phòng Ái Linh, Doanh gõ nhẹ. Nàng cần gặp Linh để nói chuyện riêng. Cửa mở, Ái Linh trong chiếc lốp ngủ màu đỏ nhìn Doanh. Doanh lặng lặng lách qua bước vào. Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với bà chủ. Ái Linh gài cửa, hơi bối rối một chút. Nàng bước tới bên bàn trang điểm, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nhìn Doanh chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Linh ngắm kỹ Doanh. Nước da trắng, đôi mắt to đen, chiếc miệng nhỏ, một vẻ đẹp thanh tú nhưng hơi buồn. Xin mời ngồi, Ái Linh nói.
Tôi phải gọi chị là gì? Cô giáo Doanh, Hàn Yên hay là bà Bái Văn? Doanh nhìn Ái Linh với đôi mắt mở to. Ông ấy đã nói hết cho bà nghe rồi ư? Vâng, Ái Linh vừa thở khói vừa nói. Một câu chuyện gần như truyền kỳ, một câu chuyện khó tin. Doanh thở dài, mắt nhìn xuống, một nụ cười buồn, cử chỉ ngập đầy tình cảm. Ái Linh chợt thấy thật lạ lùng. Không hiểu sao ta lại có thể ganh tị, thù ghét một người đàn bà dễ thương như vậy. Nghĩ đến chuyện tối hôm trước, Linh nói: cảm ơn sự chăm sóc của chị tối qua đã dành cho tôi. Không có gì, tối qua chắc tôi đã nói nhiều thứ lắm. Doanh hiền hòa nhìn Linh, đôi mắt mở to đen kia như nói rất nhiều. Và Ái Linh chợt hiểu, mình hẳn đã thổ lộ nhiều thứ. Nàng cúi xuống tiếp tục hút thuốc. Doanh bắt đầu nói: bà chủ, tôi đến đây muốn gặp bà là vì có chuyện cần nói với bà. Đúng rồi, Hàn Yên đã đến, đến để đòi lại cái tước vị cũ của mình. Ái Linh ngồi thẳng lưng. Có chuyện gì? Dù sao thì bà cũng đã biết hết sự thật về tôi. Vì vậy, tôi đến đây để chúng ta cùng nói chuyện một cách rõ ràng, minh bạch. Doanh nói với đôi mắt tình cảm. Với tư cách là một người mẹ, tôi trịnh trọng giao đứa con gái duy nhất của mình cho bà. Nhờ bà hết lòng thương yêu và lo lắng cho cháu. Nếu được như vậy, tôi rất cảm ơn. Ái Linh có vẻ bất ngờ. Nàng mở to mắt nhìn Doanh. Nàng tưởng như mình đang nằm mơ. Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì. Doanh liếm nhẹ môi. Thật ra khó nói quá, nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Tôi thấy hình như bà không yêu cháu lắm. Tôi chỉ van xin bà hãy yêu cháu nó một chút. Ái Linh đỏ mặt. Ý chị muốn nói là tôi đã bạc đãi nó? Tôi không dám nói như vậy. Doanh vẫn nói với một thái độ thật hòa nhã. Nhưng mỗi đứa bé đều cần được yêu thương. Bà là mẹ của cháu kia mà. Chị mới là mẹ của nó. Nhưng nó không bao giờ biết được chuyện đó. Trên thực tế, nó gọi bà là mẹ. Vì vậy, bà hiển nhiên là mẹ nó. Từ đây và mãi về sau. Còn tôi sẽ không bao giờ lộ diện. Vì tôi sẽ đi xa. Chị đi. Ái Linh dụi tắt thuốc. Chị nói rõ lại xem. Tôi tưởng là chị sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Tôi chỉ dạy ở trường Chánh Tâm một học kỳ thôi. Doanh nhìn Ái Linh nói. Rồi tôi sẽ trở lại bên Mỹ. Chỉ còn một tháng nữa là sắp nghỉ lạnh. Vì vậy có lẽ tôi chỉ còn ở đây độ một tháng nữa. Bà hiểu ý tôi rồi chứ? Nhưng tôi không đủ can đảm rời bé Đình Đình. Tôi sợ nó khổ. Nếu bây giờ bà hứa với tôi là bà sẽ lo lắng chăm sóc cho nó, thì... Nước mắt chảy dài trên má Doanh. Có lẽ tôi không trình bày được hết nỗi lòng của tôi, nhưng bà là đàn bà, chắc chắn bà sẽ hiểu rõ tôi. Ái Linh yên lặng, ngồi thật lâu ngắm người đàn bà trước mặt, rồi nàng kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Doanh. Chị muốn làm một việc bố thí ư? Ái Linh hỏi. Chị muốn ban ông chồng lại cho tôi, phải không? Không, bà lầm rồi. Doanh nhìn thẳng vào mắt Linh. 10 năm là một thời gian không ngắn. Tôi đâu còn cái tình cảm cuồng nhiệt của ngày xưa. Tôi cũng không phải loại đàn bà như bà nghĩ. Nếu thật sự tôi còn yêu Văn, chắc chắn tôi không buông Văn dễ dàng đâu. Đó là chưa nói vị hôn phu của tôi ở Mỹ đang chờ tôi. Tôi không thể ở lại xứ Đài Loan này. Tôi còn phải đi lấy chồng. Hai người đàn bà nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên hai người có đủ thời gian và không gian để cân nhắc, để tìm hiểu đối phương của mình. Nhưng mà, Ái Linh nói, chị không biết là người mà anh ấy chọn là chị ư? Sáng nay anh ấy vừa đưa ra đề nghị ly hôn với tôi. Vậy ư? Doanh do dự. Đó chẳng qua là ý định nhất thời của ông ấy. Chuyện đó không thể xảy ra được. Tôi không còn yêu Văn. Ở lại đây chẳng qua chỉ vì bé Đình. Nếu bây giờ bé Đình có cuộc sống hạnh phúc thì tôi không còn mong mỏi gì hơn. Tôi sẽ đi, đi đến với tình yêu của tôi. Nhưng mà, Ái Linh nhìn Doanh, không lẽ chị không còn quan tâm gì đến Bái Văn sao? Anh ấy đã khổ sở suốt 10 năm vì nhung nhớ chị. Tôi rất cảm động vì chuyện đó, nên đã tha thứ cho anh ấy. Doanh nói, nhưng mà, ái tình là một chuyện khác phải không? Tình yêu là tình yêu, chứ không thể lầm lẫn với sự cảm thông và thương hại. Có nghĩa là chị quyết định đi. Đúng, anh ấy biết điều này không? Rồi phải biết. Tôi sẽ cố gắng để anh ấy biết càng sớm càng tốt.
Ái Linh không nói nữa. Nàng chỉ yên lặng nhìn người đàn bà trước mặt như một sự thách đố, một quyển sách phức tạp, khó hiểu. Ái Linh không dằn được. Nếu chị đi, anh ấy sẽ đau khổ. Nhưng bàn tay của người đàn bà có thể xoa dịu vết thương kia, Doanh nói. Rồi Bái Văn rất cần bàn tay của bà. Ái Linh trao mày. Không ai nói với ai điều gì nữa. Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách trên khung kính cửa sổ và tiếng gió rít qua cánh đồng, qua rừng thông. Ái Linh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Linh nói, tôi thấy anh ấy thật sự không cần tôi. Điều anh ấy cần hiện nay là một tờ giấy ly hôn thôi. Dĩ nhiên là bà không đồng ý ly hôn, Doanh nói và bước tới bên Ái Linh. Rồi Bái Văn sẽ bình thản trở lại. Sau ngày tôi đi, hãy tin như vậy. Đừng bao giờ để anh ấy một mình. Ái Linh quay lại nhìn Doanh. Tại sao chị lại muốn kết hợp chúng tôi nhanh thế? Vâng, tại sao? Vì nếu anh ấy có được người vợ tốt, có được một mái ấm gia đình, thì tôi sẽ thấy nhẹ lo hơn, ít trách nhiệm hơn. Tôi muốn bé Đình được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có bao giờ chị nghĩ là nếu chị kết hợp trở lại với Bái Văn, như vậy mới là một gia đình hạnh phúc không? Ái Linh nhìn thẳng vào mắt Doanh hỏi. Nhưng Doanh lắc đầu. Chuyện đó bây giờ không đúng nữa rồi. Tôi đã nói với bà là tôi không còn yêu anh ấy mà. Thật không? Hay đấy chỉ là một cái cớ? Thật, hoàn toàn thật. Ái Linh lại quay mặt ra cửa sổ. Một cảm giác kỳ cục làm Linh thấy khó xử. Thôi được rồi, Ái Linh quay đầu lại nói. Nếu thật sự chị đi, tôi hứa tôi sẽ yêu Đình và chăm sóc cẩn thận cho nó. Nước mắt lại chảy dài xuống má Doanh. Đột nhiên như có một tình cảm lạ lùng chen vào giữa hai người, sự cảm thông giữa hai người đàn bà. Doanh không bỏ về phòng ngay. Chẳng ai biết được cái đêm hôm ấy hai người đã nói gì với nhau và còn nói thêm gì nữa với nhau. Chỉ biết khi Doanh ra khỏi phòng Ái Linh thì đêm đã thật khuya rồi. Hết chương 17, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 18, chương cuối, tiểu thuyết Vòng Tay Kỷ Niệm của tác giả Quỳnh Giao qua giọng đọc của Quỳnh Phương.